cứ nói bình thường thôi được đúng không? Bật chưa? Vâng, xin được trân trọng giới thiệu với các bạn học viên thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Quốc Thái đến từ trung tâm bệnh nhiệt đới của bệnh viện Bạch Mai, trưởng phòng khảo trưởng phòng đàm, quản lý chất lượng của bệnh viện Bạch Mai. Thầy sẽ đến với các bạn bài đầu tiên với tựa đề là bệnh đậu mùa khỉ, những điều nhân viên y tế cần biết. Sau đây em xin trân trọng kính mời thầy ạ. Vâng, xin cảm ơn ban tổ chức. Xin chào, kính chào quý thầy cô, quý vị đồng nghiệp. Thì trong một tiếng đồng hồ sắp tới thì chúng tôi cũng rất hân hạnh được chia sẻ những cái thông tin về bệnh đậu mùa khỉ. Thực ra thì ban tổ chức cũng có yêu cầu là chúng tôi làm cái tổng quan về bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên thì những cái thông tin về bệnh đậu mùa khỉ hiện nay thì nó rất là đa dạng. Nhưng những điều mà nhân viên y tế cần biết thì nó chỉ khu trú, nó chỉ gói gọn trong khoảng độ 40 cái slide mà chúng tôi chia sẻ cho quý thầy cô, quý vị đồng nghiệp thôi. Thế thì chúng ta cũng biết là hiện nay Việt Nam của chúng ta thì đã bắt đầu là có ca bệnh đậu mùa khỉ rồi, đúng không ạ? Cái ca bệnh đậu mùa khỉ này thì thực sự nó thu hút sự quan tâm, sự chú ý của dư luận rất là nhiều. Tuy nhiên thì trước khi mà xuất hiện ca bệnh đậu mùa khỉ này thì chúng ta cũng đã có sự chuẩn bị tương đối là tốt về cái tâm thế chúng ta đón nhận cái ca bệnh này. Thế thì khi mà trên thế giới có rất là nhiều các ca bệnh xuất hiện, Việt Nam chúng ta đã ngay lập tức là đã Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh đậu mùa khỉ ở người, đúng không? Thế và trên cơ sở những thông tin của hướng dẫn Bộ Y tế này cũng như là cái tài liệu của CDC Hoa Kỳ và tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới thì chúng tôi tổng hợp lại ở trong cái slide để chia sẻ với cả quý thầy cô với cả quý vị đồng nghiệp. Cái sự chuẩn bị của chúng ta về mặt kiến thức thì rất là quan trọng, vì mặc dù hiện nay chúng ta mới chỉ có cái ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên xuất hiện ở Thành phố Hồ Chí Minh thôi, nhưng mà dường như là trong tương lai sẽ còn có những ca bệnh khác nữa, kể cả trong trường hợp mà bệnh lây lan ở trong cộng đồng thì chúng ta cũng hoàn toàn là có cái sự chuẩn bị. Chúng tôi nghĩ là sự chuẩn bị này rất là quan trọng để chúng ta chủ động ứng phó với tình hình dịch. Thế thì trên màn hình, trên cái màn trên slide chúng ta nhìn thấy đây là một cái hình ảnh là chúng tôi cũng xin phép là được lấy từ báo chí ra. Đây là một cái tổn thương mà do nằm ở trong cái bệnh đậu mùa khỉ, cái ca bệnh đầu tiên được báo cáo ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thế thì nhìn thoạt nhìn ấy thì nó dường như là nó cũng không có cái gì đặc biệt lắm so với cả những cái trường hợp bệnh mà có sẩn hoặc bệnh có mụn trên da, đúng không ạ? Thoạt nhìn thì chúng ta dường như là không phân biệt nó một cách dễ dàng với các cái căn bệnh thông thường khác, từ những cái mụn do các con vi khuẩn, ví dụ tụ cầu, cho đến là các cái bệnh do virus, do các loại virus khác đây này, đúng không ạ? Tuy nhiên khi mà chúng ta nhìn thấy phân bố nhiều nốt mọc ở trên cơ thể, thế rồi là những nốt này thậm chí là còn có cả ở các phần kẽ, có cái vùng ở các vùng kẽ, rồi có cả ở trong khoang miệng, chúng ta nhìn hình ở đây là có trong khoang miệng, rồi kể cả ở từ trên đầu, từ trên tay rồi xuống đến cả chân, đúng không ạ? Thì đây là những cái tổn thương mà nó gợi ý cho chúng ta về đậu mùa khỉ. Thế và nếu như mà không có kết quả chẩn đoán xét nghiệm thì cái việc mà chúng ta định hướng đến cái căn nguyên đậu mùa khỉ dường như là khá là khó khăn, cho nên là xét nghiệm là hết sức là quan trọng. Tuy nhiên hiện nay thì chúng tôi cũng biết được là cái việc mà chúng ta triển khai xét nghiệm thì còn rất là hạn chế, rất là khó khăn, thì cũng mong là trong cái buổi trao đổi ngày hôm nay chúng ta lưu ý quan tâm nhiều hơn đến cái khía cạnh lâm sàng để chúng ta có thể là nhận biết được, tìm ra đâu là những trường hợp nghi ngờ để làm sao để chúng ta có thể triển khai các cái biện pháp phòng bệnh, cách ly cũng như là tích cực để mà hướng đến chẩn đoán xác định. Thế thì sau cái ca bệnh đầu tiên được báo cáo, sau cái ca bệnh đầu tiên được báo cáo về đậu mùa khỉ thì sau cái ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ấy, thì dường như là dư luận chúng ta là cũng là rất là sôi nổi bàn luận
về cái nguy cơ mà bệnh lây lan khắp nơi. Tuy nhiên thì theo giáo sư Phan Trọng Lân đã phát biểu ở trong cái cuộc phỏng vấn thì đã khẳng định rất là rõ là cái khả năng mà lây lan từ ca bệnh này ra cộng đồng là rất khó. Vì sao? Vì chúng ta đã cách ly ca bệnh này, kiểm soát chặt chẽ các cái người tiếp xúc, những người tiếp xúc, và cái công tác là truy vết cũng như là các công tác phòng bệnh ở trên diện rộng thì chúng ta đã làm rất là quyết liệt. Thì cái việc mà cái căn bệnh này từ một cái người bệnh đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh liệu nó có loang ra các nơi không thì câu trả lời vẫn là rất khó, khó có khả năng lây lan rộng ra cộng đồng. Tuy nhiên chúng ta vẫn không loại trừ được cái việc là có thêm nhiều ca bệnh đậu mùa khỉ nhập khẩu từ các nước xung quanh cũng như là các nước ở châu Âu, Bắc Mỹ về Việt Nam. Thì đây là tổng hợp một số những cái hình ảnh về cái tổn thương do bệnh đậu mùa khỉ gây ra để chúng ta có thể nhận diện cái căn bệnh này, đúng không? Thế thì nếu mà chúng ta nhìn kỹ thì chúng ta sẽ thấy là nó có cái tổn thương gợi ý rất là nhiều đến đậu mùa khỉ, đấy là các nốt đậu, đúng không? Các nốt đậu này thì hình thái của nó rất là đa dạng. Tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy là tổn thương nó thường là ăn sâu xuống dưới phần chân bì, và tổn thương của nó thường là khô chứ ít chảy nước như là thủy đậu, đúng không? Thế thì bệnh đậu mùa khỉ thì do virus đậu mùa khỉ gây ra, lịch sử thì bệnh được phát hiện năm 1958 trên những cái con khỉ, và ca bệnh đầu tiên trên người vào năm 1970. Thế thì cái con virus thì đã được phát hiện cùng loại virus với cả virus gây bệnh đậu mùa, đúng không ạ? Thì đây là một cái bệnh mà truyền trước tiên thì nó là truyền từ động vật sang người. Động vật xuất hiện đầu tiên là từ trên các loài gặm nhấm, rồi các loài động vật linh trưởng. Chính bởi vì như vậy cho nên nó mới có tên là đậu mùa khỉ, đúng không? Thế rồi sau đó thì là bệnh lây truyền sang người, đúng không? Thế thì bệnh lây truyền sang người thì nó có khả năng lây truyền từ người sang người, và đây chính là cái mối đe dọa mà bệnh gieo rắc từ nước này sang nước khác hiện nay, đúng không? Thế thì trước đây thì chúng ta thấy là bệnh khu trú nhiều ở khu vực châu Phi, cho nên là những cái hình ảnh về tổn thương ấy chúng ta thường là thấy là trên nền của những người da màu, đúng không? Da đen. Thế thì đây là một cái tổn thương mà chúng ta thấy, đây là một cái trường hợp mà chúng ta thấy là tổn thương nốt đậu rất là rõ ở khu vực bàn tay, cổ tay, đúng không? Thì virus đậu mùa khỉ thì thường là viết tắt chữ MPV, tức là monkeypox virus, vân vân. Thế thì đây là cái hình ảnh mà chụp hình ảnh mô phỏng. Đây là hình ảnh mô phỏng cái con virus, thì bên ngoài vỏ của nó là một cái lớp màng, và bên trong là vật liệu di truyền, đúng không ạ? Thế thì vật liệu di truyền của nó là ADN sợi kép, và nó cùng nằm ở trong cái chủng là Octopox virus. Thì trong cái chủng đấy thì có virus đậu mùa, virus đậu bò và virus vaccinia, chính là cái con virus mà chúng ta hay sử dụng để làm vaccine ấy, để chế vaccine ấy, đúng không? Thế thì bởi vì là nó cùng thuộc trong một cái giống Octopox virus như vậy, thì có một cái gì đó rất là may mắn, thì vaccine đậu mùa cũng phòng được một phần cái bệnh đậu mùa khỉ này. Chính bởi vì như vậy cho nên là những người mà đã từng được chủng đậu, tức là phòng bệnh đậu mùa trước đây, thì có một phần miễn dịch, có một phần thôi, một phần miễn dịch chống lại được cái căn bệnh đậu mùa khỉ này. Thế thì cái con virus đậu mùa khỉ ấy, thì nó hiện nay ấy, thì đang lưu hành gieo rắc khắp nơi ở trên thế giới, chính là cái chủng Tây Phi. Thế thì cái nguồn gốc của nó từ năm 1958 thì lại là chủng Trung Phi, tức là cái chủng này là xuất phát từ Congo. Đây là cái khu vực, chúng ta nhìn cái khu vực mà có cái màu xanh da trời trên thế giới, đã được tô màu xanh da trời, đấy là cái khu vực mà nguyên ủy phát tích của cái virus đậu mùa khỉ này. Thì cái chủng lúc đó là chủng loại Trung Phi, sau đó nó lan ra phía Tây Châu Phi. Thì đấy, ở cái chỗ khu vực mình, phía Tây Châu Phi này được tô các loại màu hồng này, đúng không ạ? Và từ phía Tây Châu Phi này, chủng đậu mùa khỉ Tây Phi này lan rộng khắp nơi trên thế giới, và cái chủng đang lưu hành ở các nước
ở trên thế giới hiện nay, nó là chủng Tây Phi. Thế cái chủng Trung Phi ấy, là cái chủng nguyên ủy ấy, thì độc lực cao và nó thể hiện ở cái chỗ là tỷ lệ tử vong nó cao. Báo cáo cho đến trước năm 2022 ấy, thì tỷ lệ tử vong do đậu mùa khỉ cái chủng Trung Phi nó có thể lên đến 11%, 11% là rất là cao, đúng không? Tuy nhiên thì cái chủng Tây Phi đang gieo rắc khắp nơi ở trên thế giới thì số ca mắc rất là nhiều nhưng mà tử vong thì lại rất là ít, độc lực còn thấp. Thế thì tình hình cho đến ngày 6 tháng 10, chúng tôi tổng hợp thông tin đến ngày 6 tháng 10 thì số ca tích lũy đậu mùa khỉ phân bố ở trên thế giới chúng ta nhìn thấy là đậm nét nhất là Mỹ, đúng không? Nước Mỹ, rồi khu vực Bắc Mỹ, thế rồi khu vực Tây Âu như Anh, Pháp, Đức vân vân, đúng không? Thế còn ở Việt Nam chúng ta thì sao? Mãi thì chúng ta mới có một ca. Thế còn các nước xung quanh chúng ta thì cũng rất là thưa thớt, rất là ít thôi. Thế và dường như là ở những cái khu vực mà người ta càng phóng khoáng, càng tự do trong cái việc quan hệ và giao tiếp bao nhiêu thì dường như là cái nguy cơ đậu mùa khỉ nó cao lên bấy nhiêu, đúng không? Thế và gần đây nhất thì các cái tài liệu ở trên thế giới thì họ cũng đã nhấn mạnh đến cái nguy cơ là tình dục càng phóng khoáng thì cái nguy cơ đậu mùa khỉ càng cao, thì nó cũng thể hiện rất là rõ ở những cái khu vực nước Mỹ cũng như là Tây Âu, đúng không? Còn những cái khu vực mà vốn dĩ là các cái quan hệ thường là về nó không xuất hiện nhiều về nội thì cái số ca mắc đậu mùa khỉ cũng ít, đúng không? Thế và đây là tình hình đậu mùa khỉ theo thời gian thì ở trên thế giới thì chúng ta thấy là nó có một cái độ dốc nhất định, đúng không? Tức là càng gần đây thì cái số ca mắc đậu mùa khỉ càng cao, đúng không ạ? Rồi đầu tiên là Mỹ là cái nước mà dẫn đầu về số ca. Rồi sau đó là Brazil, Tây Ban Nha, Pháp, rồi Anh, rồi Đức vân vân, đúng không? Thế và đến ngày 23 tháng 7 năm 2022 thì Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế, đúng không? Thì khi mà Tổ chức Y tế Thế giới công bố cái tình trạng này thì chúng ta có thể tạm coi đây như là một cái công bố dịch toàn cầu, đúng không? Một cái công bố dịch toàn cầu. Ở Việt Nam của chúng ta thì cũng không phải là ngoại lệ, cho nên là chúng ta cũng vẫn phải chuẩn bị tích cực khi mà bệnh xảy ra. Thế thì chúng tôi cũng nói thật là ngay từ những cái ngày ban đầu khi mà những cái ca mà xuất hiện lẻ tẻ ở Mỹ thì mọi người cũng không quan tâm nhiều, nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là càng ngày cái số ca ở Mỹ nó càng tăng lên, đúng không ạ? Và đến bây giờ là đến hàng chục nghìn ca bệnh ở Mỹ, rất là nhiều, đúng không ạ? Và hiện nay ấy, thì là đến 98% các trường hợp là xuất hiện là ở những cái người đồng tính, những cái người mà có quan hệ tình dục đồng tính nam, thì đây cũng là một cái mối nguy cơ lớn khi mà bệnh không được phát hiện sớm, vì đấy là một cái cộng đồng mà dường như là hay bị đẩy ra bên lề, thì cái việc tiếp cận với các cái dịch vụ khám bệnh chữa bệnh cũng như là để làm sao phát hiện sớm đậu mùa khỉ hiện nay vẫn còn rất hạn chế, đúng không? Thế bệnh đậu mùa khỉ lây truyền như thế nào? Thì bệnh đậu mùa khỉ lây truyền trước tiên đó là do sự tiếp xúc với virus của trong trường hợp này có thể là động vật bị nhiễm. Động vật bị nhiễm thì có thể là cào cắn người, hoặc là do các cái hành động như là đi săn con thú hoang mà mang virus đậu mùa khỉ thì nó cũng có thể làm cho cái người thợ săn là bị lây nhiễm. Thế rồi dùng sản phẩm từ động vật bị nhiễm. Trong những cái trường hợp mà động vật bị nhiễm là cái nguồn bệnh thì hay gặp nhất là các loại động vật gặm nhấm và linh trưởng, đúng không? Thế còn người bị nhiễm cũng là cái nguồn mà có thể là làm cho virus gieo rắc cho những người khác. Thế thì người bị nhiễm thì các dịch cơ thể có thể mang virus, đặc biệt là cái vết đậu, đúng không? Vết đậu. Thế và những cái đồ vật trung gian cũng có thể mang virus, ví dụ như là những cái dịch với những cái đồ vật, ví dụ như là quần áo hoặc là găng tay, đúng không? Là có thể dính các dịch cơ thể, dính vết đậu. Thế rồi là quần áo, rồi đồ vải này, rồi gì nhỉ? Bệnh vẫn có thể là lây truyền từ mẹ sang con qua hàng rào giao thai, đúng không? Thế và đặc biệt chúng ta chú ý là bệnh có thể lây truyền qua dịch tiết hô hấp, tiếp xúc mặt đối mặt kéo dài thì có thể làm cho bệnh lây lan. Tuy nhiên thì nồng độ virus ở trong đường hô hấp thấp hơn rất nhiều so với cả nồng độ virus ở các nốt đậu. Chính bởi vì như vậy cho nên là các cái tiếp xúc thân mật là cơ hội để dễ dàng làm cho bệnh lây lan.
Cái tiếp xúc thân mật ở đây chúng ta nhấn mạnh đấy là các quan hệ gần gũi người với người, trong đó không thể không nói đến quan hệ tình dục. Thế thì nhiều nước ở châu Âu cũng như là Mỹ nhấn mạnh là quan hệ tình dục có thể làm lây lan bệnh đậu mùa khỉ, lây truyền bệnh đậu mùa khỉ từ người sang người. Nhưng không phải, đây không phải là bệnh lây truyền qua đường tình dục, mà chính bản thân quan hệ tình dục, trong đó có sự tiếp xúc da da làm cho mùa dịch từ nốt đậu có thể làm lây lan virus sang cho cái người bạn tình, đúng không? Thế và thực tế thì có rất nhiều trường hợp là đã có tổn thương từ trước ở vùng sinh dục, sau đó quan hệ tình dục thì chính cái tiếp xúc giữa da 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 niêm mạc làm cho bệnh lại lây lan, và cái khu vực mà bệnh lây lan chính lại là cơ quan sinh dục. Và hiện nay rất là nhiều các mô tả về mặt lâm sàng đã cho thấy là cái tổn thương khá là điển hình, gợi ý rất nhiều bệnh đậu mùa khỉ, đấy là các nốt đậu ở khu vực dương vật, ở khu vực hậu môn, và đặc biệt có những trường hợp nốt đậu còn xuất hiện cả trong trực tràng, và hậu quả của cái việc có nốt đậu ở trong trực tràng có thể dẫn đến thủng trực tràng. Thế thì chúng ta quay trở lại là bên cạnh cái việc là chúng ta nói đến quan hệ tình dục thì các cái tiếp xúc thân mật khác như hôn, âu yếm, sờ chạm vân vân cũng đều có thể dẫn đến lây truyền, cũng đều có thể dẫn đến lây truyền bệnh đậu mùa khỉ, đúng không? Thì đây là một số những con động vật mà đã được mô tả là, xin lỗi, tại sao nó lại nhảy sang nhỉ? Đây là một số loại động vật mà đã được mô tả là có thể làm lây truyền bệnh, làm lây truyền bệnh đậu mùa khỉ từ động vật sang người. Chúng tôi thấy có bạn Trần Thị Bích Liên ấy, là giơ tay, không biết là bạn có câu hỏi gì không thì xin bạn là vui lòng là nhắn vào trong hộp chat, đúng không? Chúng ta sẽ trao đổi tiếp sau cái phần này, thì sau cái phần trình bày của tôi thì tôi sẽ để dành 10 phút chúng ta cùng trao đổi, hỏi đáp những cái vấn đề mà mọi người còn băn khoăn, thắc mắc. Thế thì tóm lại phương thức lây truyền bệnh đậu mùa khỉ, chúng ta tập trung vào thứ nhất là tiếp xúc không được bảo vệ với gì, giọt bắn hô hấp, với các tổn thương, với các dịch cơ thể, với các cái vật liệu và các bề mặt nhiễm bẩn, đúng không? Và virus có thể xâm nhập thông qua đường hô hấp, thông qua niêm mạc mắt, niêm mạc miệng, thông qua da tổn thương, ví dụ như do động vật cắn. Và đây là một số những hình ảnh chúng ta có thể để mà mọi người nhớ hơn, đúng không? Qua các giọt bắn đường hô hấp, có thể là qua các cái thương tổn ở tay, ở da, đúng không? Thế hoặc là do các vật dụng mà có thể chứa nhiễm bẩn, có thể có máu, có dịch từ cái vết, từ hạt đậu, từ cái mụn đậu, đúng không? Thế rồi là có thể liên quan đến động vật cắn, đúng không? Nhiều, rất dễ dễ nhiều. Thế thì ở đây là cái cơ chế mà chúng tôi cũng tóm tắt lại trong cái sơ đồ này, thì cũng mong là quý thầy cô, quý vị đồng nghiệp có thể theo dõi. Bệnh có thể lây truyền từ động vật, đúng không? Ví dụ như là động vật nhiễm cắn này, cào này, từ máu hoặc dịch cơ thể của động vật nhiễm, hoặc là từ cái việc mà săn, nấu hoặc là tiêu thụ thịt động vật nhiễm, đúng không? Thế cũng có thể là lây truyền từ người sang người. Lây truyền từ người sang người thì từ giọt bắn hô hấp, từ các bề mặt nhiễm virus và tổn thương ở da niêm mạc, đúng không ạ? Thế thì cơ chế là như vậy, nhưng mà cái hành vi để mà có những cơ chế này thì rất là nhiều. Cái việc tiếp xúc gần gũi thân mật, đặc biệt là quan hệ tình dục, và trong quan hệ tình dục có quan hệ tình dục đồng giới nam, là một trong những yếu tố, một trong những loại hành vi mà có thể làm cho tăng, thúc đẩy lây truyền từ người sang người trong cái bệnh đậu mùa khỉ này. Thế sau khi mà virus được lây truyền vào người thì nó xâm nhập và nó nhân lên ở trong các niêm mạc họng, niêm mạc miệng, niêm mạc đường hô hấp, và như chúng tôi cũng đã chia sẻ, nó có cả niêm mạc đường sinh dục nữa, đúng không? Niêm mạc trực tràng nếu mà quan hệ tình dục nam nữa. Sau đó thì virus nó sẽ được nhân lên và trong các hạch, từ niêm mạc thì là virus vào trong các hạch và nhân lên ở trong hạch. Hạch sau đó thì là virus vào máu, thì có cái giai đoạn virus vào máu đầu tiên, đúng không?
Virus vào máu rồi sau đó nó theo dòng máu đến các cơ quan bạch huyết và hạch ở các nơi ở trong cơ thể, nó nhân lên, đúng không? Và sau đó lại tiếp tục phóng vào máu. Cái thời gian ủ bệnh nó khá là dài, thông thường phải đến 2 tuần lễ cho đến 3 tuần lễ. Thì đấy là cái thời gian ủ bệnh mà chúng ta phải quan tâm. Vì đây chính là cái thời gian mà để giám sát, theo dõi phơi nhiễm sau sau phơi nhiễm đậu mùa khỉ. Sau khi mà vào máu lần thứ hai thì virus đến các cơ quan đích, ví dụ như là da, sau đó thì là đến các cơ quan nội tạng khác để mà có những cái biểu hiện lâm sàng của bệnh đậu mùa khỉ, đúng không? Thế thì đây là một cái sơ đồ mà để cho chúng ta là dễ nhớ về cái cơ chế từ lây nhiễm cho đến gây bệnh của cái con virus đậu mùa khỉ này, đúng không? Thế về mặt biểu hiện lâm sàng thì sao? Ở biểu lâm sàng của bệnh thì là có biểu hiện ở nhiều cơ quan, nhiều bộ phận. Từ mắt, từ các cơ quan đường hô hấp, đường tiêu hóa, rồi đặc biệt là ngoài da, đúng không ạ? Thấy như vậy. Cái thời gian ủ bệnh thì như chúng tôi cũng đã trình bày, nói chung là khoảng 2 tuần, nhưng mà cũng có thể kéo dài đến tận 3 tuần, đúng không ạ? Khởi phát thì người bệnh có sốt, đau đầu, đau người, đau lưng, và nó giống như là một cái tình trạng nhiễm virus cấp, một cái tình trạng sốt dịch, đúng không ạ? Nó cũng không phân biệt được với các cái bệnh sốt mà do các loại virus khác. Thế nhưng mà khi mà người bệnh bắt đầu là lên đậu thì đây là cái tình trạng mà khá là đặc trưng, những cái biểu hiện đặc trưng nó xuất hiện khi mà người bệnh lên đậu chính là cái hạt đậu, đúng không ạ? Đậu mọc sau sốt từ 1 đến 3 ngày. Và sau đó thì đậu cứ mọc rồi tự cứ diễn biến, và sau từ 2 đến 4 tuần thì mới là thời gian lùi bệnh, đúng không? Cái diễn biến của bệnh đậu mùa khỉ thì ở đây chúng tôi nhấn mạnh lại là thời gian ủ bệnh kéo dài, thời gian diễn biến bệnh cũng kéo dài, chứ không phải chỉ có 1-2 ngày ủ bệnh như bệnh cúm, cũng không phải là diễn biến một vài ngày như là chúng ta tưởng tượng, giống như là các cái bệnh đơn giản, cái bệnh ví dụ sốt xuất huyết chỉ trong vòng một tuần lễ, ví dụ như vậy, đúng không? Cái triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ thì chúng ta lưu ý về cái đặc điểm của hạt đậu như thế này, là đậu thì mọc bắt đầu sau sốt khoảng từ 1 đến 3 ngày. Hạt đậu thì bằng phẳng, có thể hơi gồ lên, bên trong chứa dịch, đúng không? Dịch có thể là dịch trong, có thể dịch màu vàng, rồi sau đó nó chuyển sang là nóng vẩy. Rồi vẩy nó khô, rồi vẩy bong, đúng không? Và số lượng cái hạt đậu, có những người chỉ có một vài hạt đậu thôi, nhưng có những người có thể lên đến hàng nghìn hạt đậu, đúng không ạ? Và tập trung nhiều ở mặt, ở gan bàn tay, ở gan bàn chân, đúng không ạ? Đấy là những cái nơi mà phổ biến xuất hiện. Và như chúng ta cũng đã trao đổi thì hạt đậu có thể xuất hiện cả ở trong miệng, ở bộ phận sinh dục, kể cả trên mắt. Và sau 2 đến 4 tuần thì bệnh tự diễn biến hết, đúng không? Và cái nghi bị đậu mùa khỉ thì chắc chắn là người dân cũng như là những cái người mà có tiếp xúc thì phải đi khám, đúng không? Đi khám thì mới có thể chúng ta chẩn đoán chính xác, bởi vì làm sao? Bởi vì làm sao các cái tổn thương có thể lẫn với nhiều bệnh khác nhau, cho nên là chúng ta cũng không thể chỉ nhìn vào tổn thương không mà chúng ta có thể chẩn đoán chính xác được, đúng không? Thế đây là một số hình ảnh chúng ta chú ý thế này. Cái diễn biến của cái mụn đậu nó bắt đầu là từ cái ban giác hơi hồng một chút, sau đó nó thành mụn phỏng là giai đoạn rất sớm, rồi sau đó mụn phỏng từ sần thành mụn phỏng thì hóa mủ rồi thành sẹo. Thế về cái diễn biến là từ ban giác rồi sần rồi mụn phỏng rồi thành mụn mủ rồi thành sẹo, nó dường như cũng tương tự như thủy đậu. Nhưng đặc điểm của mụn đậu trong bệnh đậu mùa khỉ, nó ăn sâu hơn vào cái lớp chân bì. Và nếu mà chúng ta sờ, chúng ta sẽ thấy nó rắn hơn, đúng không? Cái nền nó sẽ rắn hơn vì nó ăn sâu hơn. Và đặc biệt là nếu như thủy đậu, thì khi mà bong vẩy thì thường không để lại sẹo. Nhưng mà mụn đậu mùa khỉ khi mà bong thì để lại sẹo, đúng không?
Thì đây là một cái diễn biến đúng không ạ? À, một cái diễn biến đặc điểm của các cái giai đoạn của bụng động, từ là giai đoạn làm nội ban, ban ở lưỡi ở trong miệng, rồi sau đó xuất hiện rát ở ngoài da, thành sần, thành mụn nước, mụn mủ, rồi đóng vảy, đúng không ạ? Diễn biến của nó thì từ khi mà bắt đầu thể xuất hiện rát rồi sần cho đến khi là mụn đóng vảy rồi bong vảy thì diễn biến khoảng độ 2 đến 3 tuần, có trường hợp đến 4 tuần. Thì đây là cái hình mô tả nó trực quan hơn để cho chúng ta nhìn từ rát, từ sần, sau đó thành mụn nước, mụn mủ rồi đóng vảy, đúng không? Và khi vảy bong thì sẽ để lại sẹo. Thế thì phân biệt giữa bệnh đậu mùa khỉ với bệnh thủy đậu thì chúng ta cũng nói về cái vấn đề là đặc điểm của cái mụn đậu. Nhưng mà về mặt phân bố thì chúng ta cũng lưu ý là phân bố ở trong bệnh đậu mùa khỉ nhiều ở đâu? Nhiều trên mặt, nhiều ở tay, nhiều ở chân, thân mình thì ít. Nhưng ngược lại trong bệnh thủy đậu thì phân bố nhiều khắp nơi, đúng không ạ? Đặc biệt là thân mình, đúng không ạ? Thế thì khi khám bệnh nhân thủy đậu thường chúng ta hay bảo là lật áo lên nhìn lưng, nhìn bụng, đúng không ạ? Thì sẽ thấy rõ. Còn trên mặt có thể rất là thưa thớt, nhưng trong bệnh đậu mùa khỉ trên mặt và những vùng da lộ như là tay, như là chân thì ngược lại nó lại rất là rõ, đúng không? Thế thì gần đây khi mà chúng ta nói đến những cái trường hợp mà đồng tính, quan hệ đồng tính nam mà lây bệnh đậu mùa khỉ thì thường chúng ta còn phải khám kỹ thêm cơ quan sinh dục, rồi khám kỹ thậm chí là soi hậu môn, soi trực tràng để tìm thêm tổn thương. Thế thì thường những cái người đó thì thường là có những cái tổn thương ở khu vực, ví dụ trên dương vật chẳng hạn, thì sẽ làm cho là một mặt là có tổn thương ở trên dương vật, nhưng mặt khác có cái tình trạng là dương vật sưng và đau, đúng không? Đấy là những cái điểm mà chúng ta lưu ý khi mà khám để phát hiện sớm những cái trường hợp nghi ngờ đậu mùa khỉ. Thế thì cái bệnh đậu mùa khỉ thì về mặt nguyên tắc ấy, thì bệnh nào cũng có thể có diễn biến nặng. Tuy nhiên bệnh đậu mùa khỉ thì cái diễn biến nặng thì hay gặp ở chủng Trung Phi với tỷ lệ tử vong đến 11%. Nhưng mà cái chủng Tây Phi hiện nay thì mặc dù nó lây lan rất là rộng rãi, nhưng mà cái tỷ lệ tử vong của nó rất là thấp. Tỷ lệ tử vong chung của bệnh đậu mùa khỉ là từ 3-6%, trước đây còn đến 11%, đúng không ạ? Thế thì thường là tử vong trong cái trường hợp nào? Thì thường tử vong trong những cái trường hợp mà sức đề kháng của cơ thể suy yếu, đặc biệt là trẻ, các em bé ở dưới 8 tuổi, đúng không? Thống kê cho thấy là các em bé dưới 8 tuổi thì tỷ lệ tử vong cao. Rồi những người mà có tiền sử các cái bệnh rối loạn miễn dịch, ví dụ như tiền sử tràm, thế rồi phụ nữ mang thai cho con bú, đấy là những cái trường hợp mà khi mà bị bệnh thì có thể diễn biến bệnh nặng lên. Nặng lên thì biến chứng ở đâu? Và biến chứng hay gặp đó là nhiễm trùng ở da, viêm da có thể do các loại vi khuẩn khác nhau. Rồi viêm phổi, rồi viêm não, rồi những trường hợp cũng có trường hợp mà nhiễm trùng ở mắt dẫn đến mù lòa, và hậu quả của mù lòa là các vấn đề liên quan đến không chăm sóc được bản thân. Thế thì nguy cơ của người dân hiện nay mắc bệnh đậu mùa khỉ có cao hay không? Thì chúng tôi cũng vẫn nhấn mạnh lại là nếu như mà chúng ta tuân thủ triệt để các biện pháp phòng bệnh, đúng không ạ? Thì cái nguy cơ hiện nay không cao. Tôi nói luôn là không cao. Vì sao? Vì nguy cơ lây truyền là trong trường hợp này chúng ta nói luôn là thấp. Bệnh đậu mùa khỉ thì không hề dễ lây truyền một chút nào. Và đặc biệt ở chỗ là gì? Là nếu mà chúng ta chịu khó quan sát thì cái việc mà vồ vập, ôm hôn, tiếp xúc gần, những cái sờ chạm mà trên da có tổn thương thì dường như người Việt của chúng ta thì rất là nhạy cảm. Thì chúng tôi cũng không rõ được là cái hành vi ở nước Mỹ, ở châu Âu nó như thế nào. Thế tuy nhiên thì dường như ở Việt Nam chúng ta thì những người bạn tình mà có các cái tổn thương mụn, mụn đậu ở trên mặt, mụn đậu ở vùng bụng, vùng tay, vùng chân, vùng cơ quan sinh dục thì dường như là cái việc mà lây truyền sau đó là có quan hệ rồi lây truyền ấy, thì nó cũng sẽ, cái nguy cơ nó sẽ ít hơn so với cả các nước mà tình dục phóng khoáng, đúng không? Thế thì hiện nay thì chúng ta cũng rất là may mắn là cái thời gian ủ bệnh của bệnh đậu mùa khỉ này nó đến 2-3 tuần. Và cái thời gian này là thời gian đủ dài, chúng tôi nhấn mạnh là đủ dài để mà cơ quan y tế có đủ thời gian để cắt đứt dây chuyền lây.
Và chính đây là căn cứ hết sức là quan trọng mà một chuyên gia ở trong cái lĩnh vực dịch tễ, giáo sư Lân ở Cục Y tế Dự phòng đã nhấn mạnh lại, là chúng ta không lo lắng lắm về cái chuyện là ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở Thành phố Hồ Chí Minh có thể lây lan ra cộng đồng. Vì sao? Vì chúng ta hoàn toàn có khả năng là giám sát, phát hiện, truy vết cũng như là can thiệp các biện pháp để cắt đứt được cái dây chuyền lây nhiễm, đúng không? Thế thì những ai mà dễ bị bệnh đậu mùa khỉ thì như chúng tôi cũng đã nói, thì nói chung là khi mà chúng ta có hành vi nguy cơ, đúng không ạ? Tiếp xúc gần gũi cơ thể chạm cơ thể với người bệnh, với động vật nhiễm thì có nguy cơ bị đậu mùa khỉ. Tuy nhiên thì những cái trường hợp mà đã được chủ động, trước đây chúng ta có vaccine phòng bệnh đậu mùa, những trường hợp đã được chủ động phòng bệnh đậu mùa thì nó cũng giúp giảm được cái nguy cơ lây truyền. Theo những cái nghiên cứu mới nhất hiện nay thì nguy cơ của những cái người mà đã được chủ động phòng bệnh đậu mùa khỉ thì nó giảm được 5 lần, đúng không ạ? Nó làm giảm cái nguy cơ mắc bệnh 5 lần so với những người mà chưa từng được chủ động trước đây. Thế thì cũng rất là, cũng có những điểm mà cũng chúng ta cũng lưu ý là chỉ có những ai mà sinh trước năm 1980 thì mới được chủ động. Thế còn những người mà sinh sau năm 1980 thì lại cũng lại rất là đáng tiếc là không được chủ động phòng bệnh đậu mùa. Và những ai mà từ độ tuổi 32 tuổi trở xuống, tính từ năm 42 tuổi trở xuống thì rõ ràng trong trường này là có nguy cơ nhiều hơn so với những người mà từ 42 tuổi trở lên, đúng không? Thế thì trước đây thì chúng ta chủ động, gọi là chủ động, chúng ta nhìn ở đây là có cái kim đặc biệt đấy, thì nó có hai cái mũi nhọn ấy. Thì sau đấy khi mà nhúng cái đầu kim vào trong cái dung dịch vaccine và trong cái dịch vaccine, sau đó thì là cái dịch vaccine nó thấm đều ở trên kim ấy. Sau đó là gì, là rạch một cái đường, hai cái mũi kim này rạch một cái đường ở trên da, và sau đó thì là vaccine được đưa vào trong da theo cái con đường đó, tạo thành một cái quầng viêm như thế này, và sau đó hình thành sẹo, đúng không ạ? Và những ai mà kiểm tra ở cơ delta ở bên tay trái có cái hình sẹo lõm như thế này thì cũng có thể là trước đây đã được chủng đậu rồi, đúng không? Một số ít trường hợp thì trước đây là không chủng đậu ở tay mà chủng đậu ở chân, và cũng có thể có chủng đậu ở bắp đùi đều có cả. Thế thì trong những cái đối tượng mà chúng ta nói đến là có nguy cơ bị bệnh đậu mùa khỉ thì nhân viên y tế tiếp xúc với rất là nhiều tiếp xúc với rất nhiều người bệnh ở nhiều khía cạnh khác nhau, ở nhiều cơ sở khác nhau, thì cũng là đối tượng nguy cơ mà dễ bị bệnh đậu mùa khỉ. Thế thì nếu như mà trong trường hợp mà bị bệnh đậu mùa khỉ thì phải điều trị, phải cách ly và điều trị, đúng không? Nhưng mà nếu mà không có tiếp xúc gì cả, không tiếp xúc với những cái người bị bệnh đậu mùa khỉ khác, thì rõ ràng trong trường này cái nguy cơ lây bệnh là không lây bệnh, không tiếp xúc thì không lây bệnh. Chính bởi vì như vậy cho nên chúng ta cố gắng làm sao phải phát hiện thật sớm những người bị bệnh đậu mùa khỉ để giúp họ cách ly, để đảm bảo cái việc là không tiếp xúc thì không lây bệnh. Nhưng những người bệnh thì phải được khuyến khích khai báo này, cách ly, và khi mà đi đến cơ sở y tế thì cũng phải mang khẩu trang khi tiếp xúc người bệnh, khi xử lý đồ vải, đúng không ạ? Và những cái vùng mà có mụn đậu thì cần phải được che phủ khi mà đi đến cơ sở y tế, và để làm sao tránh những cái tiếp xúc trực tiếp da, ví dụ như cần phải khám, cần phải sờ chạm đến những cái vùng mụn đậu thì phải dùng găng, đúng không? Đi găng, đúng không? Thế và cái thao tác mà chúng ta làm hàng ngày hiện nay là vệ sinh tay phòng được rất nhiều bệnh, từ những cái bệnh đại dịch như chúng ta đang phải đối mặt như là COVID cho đến bệnh đậu mùa khỉ này, thì thường xuyên vệ sinh tay. Chúng ta có thể rửa tay bằng xà phòng và nước, nếu mà không kịp thời gian chúng ta có thể sử dụng dung dịch cồn sát khuẩn tay nhanh, đúng không? Thế quy trình rửa tay thường quy cũng như là 5 thời điểm vệ sinh tay thì chúng tôi cũng nhắc đi nhắc lại là không bao giờ thừa, đúng không? Cái việc vệ sinh tay rất là quan trọng. Thế những cái người nhiễm thì quần áo cần phải giặt một cách nghiêm túc bằng nước ấm và có bột giặt,
chỉ cần nước ấm và bột giặt là cũng đã làm cho quần áo là không còn cái khả năng làm lây lan mầm bệnh từ người nhiễm sang người lành, đúng không? Các cái bề mặt thì cần phải được khử khuẩn và làm sạch thường xuyên. Chất thải ví dụ như là bông băng gạc, và chẳng hạn như mụn đậu bị lỡ mà bị vỡ rồi chảy nước vân vân, để sử dụng bông băng gạc thì những bông băng gạc đấy thì cũng phải được tiêu hủy. Thế thì nếu mà nghi bị bệnh đậu mùa khỉ thì chúng ta tư vấn cho người dân là cần phải được liên hệ để đi tư vấn, đi khám. Nếu mà tiếp xúc gần với những người bị bệnh đậu mùa khỉ hoặc có những triệu chứng nghi bị bệnh đậu mùa khỉ thì phải đi khám. Và chúng ta phải nắm bắt được cái thời gian giám sát là thời gian là 21 ngày là thời gian ủ bệnh dài nhất, đúng không? Thời gian ủ bệnh dài nhất là 21 ngày, cho nên là nếu như trong vòng 21 ngày trước có tiếp xúc gần với người bệnh đậu mùa khỉ thì là cũng phải cho vào diện để theo dõi, để giám sát. Và nếu như mà xuất hiện những cái tình trạng mà nghi bị bệnh đậu mùa khỉ thì phải cách ly, đúng không? Và tốt nhất là mình khuyên tất cả những người bệnh là phải tự cách ly, là tránh tiếp xúc với những người khác trước khi khẳng định, trước khi có kết quả khẳng định là có đậu mùa khỉ hay không. Thường xuyên rửa tay và vệ sinh các bề mặt xung quanh. Và nếu phải tiếp xúc với những người khác thì người bệnh thì cần phải được yêu cầu là đeo khẩu trang y tế, rồi mang găng tay, rồi che phủ các cái vùng lên đầu bằng quần áo, bằng khăn để làm sao tránh tiếp xúc trực tiếp với những người khác, đúng không? Thế thì để khẳng định bệnh đậu mùa khỉ thì chúng ta phải xét nghiệm, đúng không? Thế thì xét nghiệm thì trong trường hợp này thì chúng tôi cũng có đây là cái khung xét nghiệm mà chúng ta có thể tham khảo. Do bệnh đậu mùa khỉ ủ bệnh kéo dài nên trong thời kỳ ủ bệnh, mặc dù là chúng ta có thể nghi ngờ nhưng mà hiện nay cũng chưa có một cái phương pháp nào có thể chẩn đoán sớm được trong thời kỳ ủ bệnh, nên không lấy bệnh phẩm để mà xét nghiệm trong thời gian này. Khi mà người bệnh bắt đầu bước vào giai đoạn sốt thì có thể là lấy các mẫu phết họng mũi, họng miệng thì để mà phát hiện xem có virus đậu mùa khỉ hay không. Còn khi mà người bệnh đã lên đậu, có mụn đậu thì chúng ta có thể lấy dịch của cái mụn đậu. Chúng ta có thể là lấy cái vỏ, tức là cái lớp da bao phủ bên trên của cái mụn đậu. Chúng ta cũng có thể xem nếu như có các cái mụn đậu mà đã đóng vẩy thì chúng ta có thể lấy vẩy. Đấy là những cái bệnh phẩm chúng ta có thể lấy để xét nghiệm. Và trong cái thời gian hồi phục thì chúng ta có thể lấy huyết thanh để xét nghiệm kháng thể. Thế đây là cái cách mà ví dụ như chúng ta là lấy có một cái mụn đậu mà chúng ta cần phải lấy xét nghiệm. Thì làm như thế nào? Đầu tiên chúng ta sát khuẩn. Sau đó thì dùng dao, đúng không ạ? Chúng ta lướt qua, hớt qua cái mụn đậu để lấy được cái phần phía trên, phần da bao phủ cái mụn đậu, chúng ta gọi là vỏ tổn thương. Chúng ta có thể lấy tăm bông để chúng ta phết cái nền của cái mụn đậu, đúng không ạ? Và sau đó chúng ta cho que phết vào ống, cho cái vỏ mụn đậu cũng vào trong ống nghiệm, đúng không ạ? Để lấy đó làm bệnh phẩm xét nghiệm. Thế hoặc là nếu mà chúng ta thấy có mụn đậu lên vẩy thì chúng ta có thể dùng dao để cạo hoặc là lật cái vẩy đó lên và lấy cái miếng vẩy đó cho vào ống nghiệm, đúng không ạ? Hiện nay thì phòng bệnh thì có vaccine không? Thì trên thế giới hiện nay thì có vaccine. Tuy nhiên trước đây thì chúng ta nói đến là vaccine phòng đậu mùa thì phần nào cũng có tác dụng, đúng không? Nhưng nó không có tác dụng triệt để. Và vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ thì đã được phê duyệt để sử dụng. Thì hiện nay ở Mỹ thì họ đang triển khai. Tuy nhiên ở Việt Nam của chúng ta hiện nay thì cũng vẫn chưa tiếp cận được cái vaccine chuẩn để phòng bệnh đậu mùa khỉ, đúng không? Thế thì nếu mà bị bệnh đậu mùa khỉ thì điều trị như thế nào? Thì thường thì bệnh đậu mùa khỉ tự khỏi, không cần điều trị gì đặc hiệu. Chăm sóc tại chỗ, ví dụ như vết đậu thì giữ cho khô ráo. Nhưng nếu mà trong trường hợp mà vết đậu bị vỡ thì có thể dùng băng gạc ẩm để mà che đậy cái chỗ vết đậu vỡ đấy. Và chúng ta chú ý là không dùng corticoid một cách bừa bãi để kiểm soát triệu chứng trong bệnh đậu mùa khỉ, đúng không? Những cái trường hợp nặng thì có globulin miễn dịch, vaccinia, tức là cái globulin này nó có tác dụng chống lại các con virus loại vaccinia cũng cùng nhóm với cả con virus đậu mùa khỉ. Thế và hiện nay chúng ta cũng có thuốc kháng virus. Tecovirimat là thuốc kháng virus chuẩn, là được sử dụng
được phê duyệt, được Mỹ phê duyệt để sử dụng chữa bệnh đậu mùa khỉ ở tại Mỹ, đúng không? Thế thì Tecovirimat nó ức chế giải phóng virus ra khỏi tế bào và làm cho virus không tiếp tục cái chu trình nhân lên của nó nữa. Và hiện nay thì đây là một cái mặt hàng chiến lược được Mỹ dự trữ. Hiện nay chúng ta cũng trên thị trường Việt Nam thì chúng tôi cũng nói luôn là chúng ta cũng chưa có thuốc này, đúng không? Thuốc này do công ty Sigma cung cấp. Thế thì lại quay trở lại một vấn đề nữa là bệnh đậu mùa khỉ thì có phải là bệnh lây truyền qua đường tình dục không? Thì chúng tôi cũng khẳng định luôn là hiện nay mặc dù là đã thấy ARN của virus ở trong tinh dịch, ở trong dịch âm đạo, nhưng mà chưa phát hiện thấy cái con virus có khả năng lây truyền ở trong tinh dịch. Trên bề mặt niêm mạc đường sinh dục, niêm mạc trực tràng có thể có mụn đậu, thì chính cái mụn đậu ở những khu vực đó là cái nguồn lây, chứ không phải là tinh dịch, chứ không phải là dịch tiết sinh dục, đúng không ạ? Chúng ta lưu ý như vậy. Thế và cái tiếp xúc trực tiếp da, tiếp xúc niêm mạc với da trong quan hệ tình dục thì có thể làm lây truyền virus, chứ không phải là bệnh lây truyền qua đường tình dục. Thế và hiện nay ấy, mặc dù là đến 98% các cái trường hợp bệnh đậu mùa khỉ được báo cáo trên thế giới là liên quan đến quan hệ tình dục khác giới, đúng không? Thế nhưng mà không hẳn, không phải chỉ có những người mà liên quan đến cái vấn đề quan hệ tình dục có nguy cơ thì mới bị bệnh, đúng không? Mà nó có thể là liên quan đến các tiếp xúc khác, chứ không nhất thiết phải liên quan đến quan hệ tình dục. Do đó thì chúng ta cũng chú ý như vậy để chúng ta không kỳ thị và phân biệt đối xử người bệnh đậu mùa khỉ. Trước đây ấy, thì đại dịch HIV diễn ra thì cái giai đoạn đầu của đại dịch HIV nó cũng giống như thế này. Nó cũng loang rất chậm, đúng không ạ? Từ nước này sang nước khác và cũng ở những cái khu vực mà tình dục phóng khoáng như là Tây Âu, như là Bắc Mỹ. Thế và chính bản thân một cái thời gian dài, cái việc kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV làm cho cái căn bệnh nó cứ tiếp tục lây lan rộng khắp các châu lục và thành đại dịch HIV. Hiện nay đại dịch HIV chúng ta cũng đã có thuốc kháng virus HIV có thể kiểm soát, khống chế, và hy vọng trong đến năm 2030, quanh thời gian 2030 chúng ta khống chế kiểm soát được cái đại dịch HIV, mất rất nhiều thời gian. Thế và quay trở lại thì một cái gì đó so sánh thì chúng tôi cũng nhận thấy là bệnh đậu mùa khỉ nó có rất là nhiều những điểm tương đồng với cái bệnh HIV, đúng không? Về cái cách lây truyền, về cái cách chúng ta nhìn nhận với nó. Và hiện nay nếu như chúng ta lại đi theo cái vết xe đổ kỳ thị, phân biệt đối xử người bệnh đậu mùa khỉ, thì rồi chúng ta cũng sẽ vấp phải cái đại dịch đậu mùa khỉ tương tự như đại dịch HIV, đúng không? Thế thì nhiều khi là hiện nay là chúng tôi cũng trao đổi với rất là nhiều quý thầy cô, quý vị đồng nghiệp, thì mọi người thường hay tò mò là thế cái ca bệnh đậu mùa khỉ đấy quan hệ tình dục thế nào? Như vậy là chúng ta đã bắt đầu suy nghĩ để kỳ thị họ rồi, đúng không? Thế và chính cái việc kỳ thị, phân biệt đối xử này là những cái khó khăn mà chúng ta phải vượt qua được thì mới có thể triển khai việc phòng bệnh đậu mùa khỉ một cách thành công. Thế thì sau đây là một số những cái điểm mà chúng tôi cũng trao đổi qua về vấn đề là chăm sóc, điều trị cái bệnh đậu mùa khỉ, mặc dù hiện nay chúng ta chưa có ca bệnh nào, đúng không ạ? Rất nhiều các cái triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ và các biến chứng của bệnh đậu mùa khỉ cần chúng ta phải có nhận định, cần chúng ta phải có những cái cách nhìn để làm sao mà tiếp cận được với cả người bệnh, đúng không ạ? Các dấu hiệu nguy hiểm ở trong bệnh đậu mùa khỉ là gì? Là mất thị lực, là người bệnh có rối loạn ý thức, co giật, suy hô hấp, chảy máu, không có nước tiểu, đúng không? Và có các biểu hiện nhiễm trùng nặng, nhiễm trùng toàn thân. Thế đối với cả lĩnh vực điều dưỡng thì người bệnh sốt mà liên quan đến diễn biến bệnh hoặc là biến chứng bệnh là cái chẩn đoán điều dưỡng đầu tiên, đúng không? Thứ hai là nguy cơ nhiễm trùng, thứ ba là nguy cơ suy dinh dưỡng, đấy là chẩn đoán điều dưỡng, đúng không? Và một cái chẩn đoán điều dưỡng nữa mà chúng tôi cũng nhấn mạnh đấy là người bệnh lo lắng liên quan đến tình trạng bệnh. Thế thì chăm sóc thì chúng ta chú ý cần phải làm gì? Thứ nhất là xử trí sốt và đau. Thứ hai là chăm sóc da, chăm sóc mắt, chăm sóc miệng, chăm sóc hô hấp, hỗ trợ bù nước và dinh dưỡng, hỗ trợ sức khỏe tâm thần và người điều trị biến chứng, đúng không? Các cái kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm rất là quan trọng. Về xử trí sốt thì chúng ta cần làm gì? Thứ nhất là hạ nhiệt vật lý, đúng không ạ?
Rồi nếu mà cần thì dùng các cái thuốc hạ nhiệt paracetamol. Các cái thuốc hạ nhiệt nhóm NSAID, đúng không? Chăm sóc da thì làm thế nào? Những cái tổn thương da có thể rất là nặng, đúng không? Thì chăm sóc da cần làm gì? Chúng ta nhất là chúng ta tôn trọng cái mụn đậu, chúng ta không cạo, không bóc, không cậy, đúng không? Rồi nếu mà cần vệ sinh thì rửa nhẹ nhàng, giữ sạch, khô. Những cái trường hợp mà bị vỡ thì phải băng ẩm để che và giữ để cho những cái tình trạng thoát dịch nó không diễn ra trên diện rộng. Những cái trường hợp mà nghi ngờ bội nhiễm, chúng ta có thể bôi bôi các cái dung dịch màu tím sang cian hoặc là kem nystatin. Và nếu mà cần kháng sinh, chúng ta ưu tiên sử dụng kháng sinh tại chỗ. Nếu cần dùng kháng sinh toàn thân, đầu tiên chúng ta cho kháng sinh đường uống, đúng không? Những cái trường hợp loét bẹn, loét sinh dục thì có thể là ngâm nước ấm và có gạc lưới, cái gạc nó rất là dễ gỡ ra, đúng không? Về chăm sóc miệng thì loét miệng gây đau có thể súc miệng bằng nước ấm, có thể là dùng các loại dung dịch sát khuẩn tại chỗ hoặc kháng sinh, bổ sung thêm vitamin, đúng không? Chăm sóc mắt thì chúng ta luôn luôn lưu ý là mắt có thể bị nhiễm trùng, loét giác mạc, thì cái việc bổ sung vitamin A cần thiết để mà thúc đẩy tăng biểu mô hóa của các cái bộ phận, các cơ quan tổn thương. Rồi những trường hợp mà không nhắm được mắt thì phải có cái tấm tre để bảo vệ mắt, kháng sinh tại chỗ, rồi nhỏ, có thể nhỏ một số những cái loại chà mắt có kháng sinh, đúng không? Thế và chú ý là không dùng mỡ hoặc là thuốc chà mắt có corticoid. Về chăm sóc hô hấp thì cũng có những trường hợp viêm phế quản phổi, tổn thương lan khắp phổi, thì cũng có những trường hợp là tổn thương thậm chí là gì, là có bội nhiễm vi khuẩn. Thì những trường hợp này chúng ta đòi hỏi cần phải tập trung. Bên cạnh việc điều trị đặc hiệu thì còn phải điều trị hỗ trợ như là vệ sinh hô hấp, vật lý trị liệu, thở oxy, vân vân, và điều trị kháng sinh. Những cái thuốc giãn phế quản trong trường hợp mà bệnh nhân có thắt phế quản. Còn bù dịch và hỗ trợ dinh dưỡng, đảm bảo làm sao để cho người bệnh ăn uống được các loại dịch từ nước, thì súp, rồi các loại trà, rồi orezon, và đặc biệt nếu cần thì chuyển dịch. Những cái tình trạng ảnh hưởng đến dinh dưỡng như loét miệng, không ăn uống được, nôn, tiêu chảy cũng cần phải được bổ sung dinh dưỡng đầy đủ. Những người bệnh trẻ tuổi thì cần phải được tăng cường thêm uống vitamin A, trẻ thì cho tăng cường bú mẹ, đúng không? Thế rồi sức khỏe tâm thần xã hội thì đây là những cái biện pháp điều trị hết sức là toàn diện, đúng không? Thì đây là những cái nội dung mà chúng tôi chia sẻ, trao đổi. Thế thì trên thực tế thì nếu mà chúng ta quan tâm đến đậu mùa khỉ thì thực tế gặp phải người bệnh chúng ta phải phân biệt với rất nhiều bệnh, thậm chí là các bệnh liên quan đến herpes sinh dục, liên quan đến giang mai, rồi liên quan đến những cái bệnh lây truyền qua đường tình dục, nhiều bệnh cần phải phân biệt. Tuy nhiên thì phân biệt lâm sàng nó chỉ giúp cho chúng ta định hướng, còn lại chúng ta vẫn phải dựa vào việc là lấy mẫu bệnh phẩm và xét nghiệm. Thì đấy là những nội dung chúng tôi chia sẻ, trao đổi với quý thầy cô và các anh chị em đồng nghiệp về nội dung liên quan đến đậu mùa khỉ. Thì chúng tôi cũng rất là mong là nhận được các cái câu hỏi để cho chúng ta cùng trao đổi, chia sẻ. Trong các câu hỏi thì chúng tôi cũng mở ra, chúng tôi bắt đầu trao đổi thì nhận thấy cái câu hỏi đầu tiên là xét nghiệm khẳng định bệnh đậu mùa khỉ ở khu vực miền Bắc thì ở đâu làm được? Thì câu hỏi này rất là khó. Thì chúng tôi được biết là nhiều cơ sở, từ Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ở khu vực miền Bắc thì đang tích cực giáo diết trong việc chuẩn bị để xét nghiệm khẳng định bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên thì chúng tôi được biết hiện nay thì là chưa có một đơn vị nào chính thức tiếp nhận mẫu bệnh phẩm một cách hệ thống để khẳng định có đậu mùa khỉ hay không. Thì nếu như mà quý thầy cô mà có bệnh nhân đậu mùa khỉ thì quý thầy cô có thể liên hệ về mặt chức năng nhiệm vụ, thì có thể liên hệ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, thì để Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương có thể là tư vấn hỗ trợ cái việc là lấy mẫu, rồi cái việc mà nhận mẫu để xét nghiệm đậu mùa khỉ. Thì đấy là cái kênh mà theo chúng tôi được biết thì hiện nay là Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Câu hỏi thứ hai tôi thấy là câu hỏi là cho em hỏi phân biệt tổn thương của bệnh đậu mùa khỉ thông thường và tổn thương cần sử dụng kháng sinh bôi tại chỗ hoặc uống. Thì chúng tôi cũng báo cáo là nhìn thì không, nhiều khi là nhìn bằng mắt thường thôi,
mắt thịt thôi, thì chúng ta cũng không phân biệt được đâu là đậu mùa khỉ, đâu là mụn của một cái mụn của bệnh ví dụ do tụ cầu, ví dụ như vậy, đúng không ạ? Thế nhưng mà nếu mà chúng ta mà quan sát thì chúng ta cũng phải phối hợp nhiều loại thông tin. Ví dụ thông tin về dịch tễ bảo à bệnh nhân này có tiếp xúc với bệnh nhân đậu mùa khỉ. Thông tin về lâm sàng thì không phải chỉ có một nốt đậu mà chúng ta phải nhìn từ đầu cho đến chân. Nếu mà chúng ta thấy trên người bệnh chi chít mụn đậu giống như là cái em bé ở trên hình này thì chúng tôi cũng báo cáo luôn là cũng chúng ta cũng khẳng định luôn thì không phải là bệnh tụ cầu mà chúng ta phải nghĩ đến là bệnh đậu mùa khỉ, không phải là suy nghĩ gì cả, đúng không ạ? Thế thì thông tin thì phải là kết hợp nhiều thông tin thì chúng ta mới có thể chẩn đoán phân biệt một cách chính xác được, đúng không ạ? Chúng tôi cũng rất mong nhận được thêm câu hỏi nữa, thì chúng tôi thấy ở trong hộp chat này mới có 2 câu hỏi thôi, đúng không ạ? Không biết là còn câu hỏi gì nữa không? Chúng tôi cũng rất là vui lòng là sẵn lòng là trao đổi thêm, nhưng không có câu hỏi gì thêm. Nếu mà quý thầy cô, quý vị đồng nghiệp không có câu hỏi gì thêm thì chúng tôi cũng chúng tôi cũng chia sẻ thêm là hiện nay vâng, ở đây có câu hỏi. Vâng, ở đây thì chúng ta phân biệt một đằng là tổn thương nguyên bản của cái bệnh đậu mùa khỉ, một đằng là tổn thương là do bội nhiễm, đúng không ạ? Thế thì tổn thương nguyên bản bệnh đậu mùa khỉ thì chúng tôi cũng đã báo cáo rồi, đúng không ạ? Là cái tổn thương mà trải qua cái giai đoạn nào là từ rát, từ sần, rồi từ mụn nước, mụn mủ, rồi đóng vẩy, vân vân. Thế còn cái tổn thương mà nó do bội nhiễm, vi khuẩn thì rõ ràng trong trường này cái đặc điểm của nó chúng ta phải nhìn nhận thấy một cái tổn thương bội nhiễm vi khuẩn nó sẽ có đầy đủ các đặc điểm, ví dụ như là sưng này, nóng này, rồi đỏ này, đau này, thế rồi là còn kèm theo đó là chảy nước này, đúng không ạ? Thế thì đấy là những cái tổn thương nó gợi ý là có sự tham gia bội nhiễm của vi khuẩn, và những cái trường hợp mà bội nhiễm vi khuẩn thì chúng ta phải sử dụng kháng sinh. Và chúng ta cũng biết được là một trong các cái biến chứng quan trọng của bệnh đậu mùa khỉ đó chính là nhiễm trùng ở da, đúng không? Bội nhiễm ở da. Và nếu như mà không kiểm soát, khống chế tốt bội nhiễm ở da thì nó có thể từ nhiễm khuẩn khu trú thành nhiễm khuẩn toàn thân. Và đấy là lý do quan trọng để khiến cho các em bé dưới 8 tuổi ở châu Phi khi mà bị đậu mùa khỉ thì dễ tử vong hơn. Thế thì ở đây thì cũng có một cái câu hỏi nó mang tính chất lý thuyết là mụn đậu mùa khỉ một lứa tuổi hay là nhiều lứa tuổi, thì ở đây chúng tôi cũng nói xin phép nói luôn là thủy đậu là nhiều lứa tuổi, còn đậu mùa khỉ là một lứa tuổi, đúng không? Một lứa tuổi tức là sau sốt khoảng độ 1 đến 3 ngày mụn đậu mọc, mà mụn đậu đã mọc thì mọc một loạt luôn, sau đó thì là nó diễn biến 2 đến 4 tuần sau thì nó lành bệnh, chứ không giống như là thủy đậu. Thủy đậu thì mọc lứa 1 rồi sau đó lại mọc lứa 2, lứa 3 cứ liên tiếp nhau, và ở trên một vùng chi thể của bệnh đậu mùa khỉ chúng ta dường như chỉ thấy một lứa tuổi của mụn đậu. Thế còn lại ở ví dụ một chi thể của bệnh thủy đậu thì chúng ta có thể thấy rất là nhiều lứa tuổi, từ mụn từ sẩn, từ mụn nước, rồi kể cả mụn mủ, rồi đóng vẩy, nó le xen kẽ với nhau.
Vâng, quý thầy cô, quý vị đồng nghiệp, không có câu hỏi thì chúng ta có cái điều gì chúng ta muốn chia sẻ thêm không? Vâng, các quý vị là sẽ giơ tay, đúng không ạ? Giơ tay để ban tổ chức là bật mic. Vâng. Chúng ta có thể tham khảo một số những cái tổn thương mà các bệnh lây truyền qua đường tình dục mà thoạt nhìn chúng ta cũng có thể lẫn với bệnh đậu mùa khỉ, ví dụ như giang mai, đúng không ạ? Giang mai loét sinh dục, đúng không? Nếu mà tổn thương ở khu vực khác thì nó là loét loét những cái vùng bán niêm mạc, ví dụ loét mép, đúng không? Thế hoặc là đây cũng là những cái trường hợp mà giang mai, thế mà chúng ta nhiều khi chúng ta không để ý thì lại có thể lại lẫn, đúng không? Vâng. Đây là giang mai 2. Cũng là tổn thương ở lòng bàn tay, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta thấy là cái mụn của đậu mùa khỉ tức là bên tay phải của màn hình thì nó là cái mụn đậu rất là rõ, nhưng mà tổn thương do giang mai 2 thì nó lại là tổn thương bằng phẳng, có thể là mất da, có thể là trượt da, nhưng là bản chất nó là tổn thương khá là bằng phẳng, đúng không? Thế tôi đây là tổn thương đậu mùa khỉ, đúng không? Thế tổn thương đậu mùa khỉ ở khu vực sinh dục thì như thế nào? Thì cũng báo cáo thầy cô các vị quý vị đồng nghiệp là thoạt nhìn ấy thì nó giống như một bệnh lây truyền qua đường tình dục, nhưng nếu mà phân tích kỹ thì chúng ta sẽ thấy các đặc điểm từ mụn nước, rồi mụn mủ, rồi đóng vảy, đúng không? Nhiều khi chúng ta lẫn với cả nhiều bệnh như là giang mai, đúng không? Thì chúng ta lưu ý như vậy. Đây là tổn thương khu vực sinh dục do bệnh đậu mùa khỉ. Còn đây lại là bệnh giang mai, đúng không ạ? Giang mai thì kể cả khu vực sinh dục sau khi mà bước vào giai đoạn giang mai 2 thì cũng có những cái tổn thương, nhưng mà những cái tổn thương này là bằng phẳng và nó không có đặc điểm là các mụn nước, mụn mủ, đúng không? Những cái tổn thương này thì là những cái tổn thương đây là do giang mai, đúng không? Thế và cái condyloma lata thì bản chất của nó là gì? Là các cái mụn sùi, đúng không? Các mụn sùi. Và các mụn sùi này không có đặc điểm mụn nước, mụn mủ như ở trong bệnh đậu mùa khỉ. Và cái condyloma lata có nghĩa là bằng phẳng, nó bằng phẳng, đúng không? Nó phẳng chứ nó không phải là gồ lên rồi trong là có chứa dịch như là trong bệnh đậu mùa khỉ. Thế đôi khi chúng ta cũng gặp những mụn nước ở khu vực sinh dục thì chúng ta có thể có herpes. Tuy nhiên thì herpes nó lại không có cái diễn biến là mụn nước, mụn mủ rồi sau đó là đóng vảy, mà mụn ở trong herpes thì rất là nhỏ, đúng không? Thường thì mụn herpes thì kèm theo cảm giác là đau rát. Thế thì mụn herpes thì nó phát triển thì thường là nó rất là dễ bị vỡ, các mụn nước thì dễ bị vỡ, và khi bị vỡ thì nó tạo thành vẩy và có cái quầng viêm ở xung quanh, chứ nó không có cái giai đoạn diễn biến là mụn nước chuyển sang mụn mủ, đúng không? Thì đây là herpes vẫn là mụn nước, và đây là zona, zona ở khu vực sinh dục. Thế thì tại sao mà chúng tôi cho chiếu nhiều hình ảnh ở khu vực sinh dục như vậy? Vì là trong cái yếu tố dịch tễ ở các nước Tây Âu, Bắc Mỹ thì
Đa số các trường hợp hiện nay là liên quan đến quan hệ tình dục. Và liên quan đến quan hệ tình dục thì kiểu gì khám bộ phận sinh dục cũng có tổn thương, đúng không ạ? Thì chúng ta chú ý để phân biệt giữa những cái tổn thương liên quan như là herpes, như là giang mai với bệnh đậu mùa khỉ. Thủy đậu thì dễ rồi, đúng không ạ? Thủy đậu thì rất là dễ, chúng ta có thể phân biệt. Cái bệnh mà nó cũng có thể có liên quan đến cũng là có một cái mụn rồi sau trong đó là có nước nhưng mà nó lõm ở giữa, đó chính là molluscum contagiosum hay chúng ta còn gọi là u mềm lây, đúng không ạ? Thì u mềm lây thì nhìn về hình ảnh thì nó cũng khó lẫn với cả bệnh đậu mùa khỉ. Đậu mùa khỉ là có cái tình trạng mụn mủ rõ, đây chỉ là gọi là u có thể sùi lên giống như là màu thịt hoặc là nó là có mụn nước, đúng không? Một số trường hợp người bệnh đậu mùa khỉ thì cũng bị HIV. Nhiều thống kê cho thấy là có một nửa số trường hợp những cái ca bệnh đậu mùa khỉ báo cáo là ở người HIV, là có HIV, đúng không? Thì chúng ta cũng chú ý phân biệt với một số những cái bệnh HIV. Trên nền HIV thì có một số bệnh mà cũng có mụn nước, mụn mủ. Trong đó thì có ví dụ như là có mụn nấm chẳng hạn. Thế thì mụn do nấm thì thường nó là cái mụn sùi màu thịt chứ rất ít khi mà chúng ta có thể thấy được cái hình ảnh mụn nước mụn mủ rõ rệt như là trong bệnh đậu mùa khỉ. Bệnh lậu thì vâng, chúng ta cũng có thể gặp. Lậu thì thực ra tổn thương nó không đặc trưng. Thế thì đó là những cái nội dung mà chúng tôi chia sẻ với quý thầy cô, quý vị đồng nghiệp để tại sao chúng tôi nói nhiều đến vấn đề phân biệt như vậy. Bởi vì hiện nay thì cái công cụ mà chúng ta có trong tay để mà chẩn đoán thì dường như cũng vẫn dựa vào vào bàn tay, vào con mắt của các thầy cô, của các anh chị thôi. Cái xét nghiệm thì chúng tôi cũng rất là mong mỏi là làm thế nào để xét nghiệm có thể là có sẵn để cho các thầy thuốc lâm sàng sử dụng. Hy vọng là một ngày không xa là chúng ta có trong tay cái phương tiện chẩn đoán hữu ích đó. Vâng, xin cảm ơn các thầy cô, các anh, các chị. À, vâng, trước khi vào bài thứ hai ạ, xin mời các bạn học viên chúng ta sẽ nghỉ tại chỗ độ khoảng 2 phút nhé để cho ban tổ chức sẽ chuẩn bị để cho các bạn vào bài thứ hai ạ. À, kiểm tra cam ở bên đấy xem nào. Thôi, kiểm tra cam bên đấy xem. Tắt cam đi, bật lại xem được không? Chưa nhìn được cam. Vâng, anh chờ em một chút. Anh Phong ơi, xem lại chân có phải bên đây bị ao rồi không? Cái ao đâu? Cái ao đâu mà đang chia sẻ cả màn hình nhé.
Vâng, xin các bạn học viên quay trở lại với bài thứ hai của buổi ngày hôm nay ạ. Xin trân trọng giới thiệu với các bạn học viên tiến sĩ Nguyễn Thành Nam, giám đốc trung tâm nhi khoa của bệnh viện Bạch Mai. Hôm nay thầy sẽ đến với các bạn với bài thứ hai, đó là chẩn đoán điều trị nhiễm adenovirus ở trẻ em. Các em xin trân trọng kính mời thầy giảng bài. Dạ vâng, kính chào các quý vị đồng nghiệp và các đầu cầu. Thì hôm nay chúng ta sẽ có một cái buổi ngắn chia sẻ về cái tình hình về cái adenovirus ở trẻ em. Thì các anh chị em đồng nghiệp cũng nghe các cái thông tin cái đợt vừa qua, thì cái số lượng của cái trẻ mà nhiễm adenovirus được có cái chẩn đoán bằng cái các cái phương pháp PCR real time là cũng có tăng cái một cái số lượng nó là khá là lớn so với hàng năm. So với hàng năm, thực ra thì trong những cái giai đoạn trước thì cái adenovirus này thì vẫn được ghi nhận là vẫn có những xuất hiện các cái tình trạng về có cái adenovirus trong các cái bệnh lý, đặc biệt là về hô hấp ở trẻ em. Nhưng tuy nhiên là trong cái giai đoạn hiện tại thì cái tình hình mà cái số lượng nhiễm của trẻ em nó tăng lên cũng là khá cao, khá đột biến so với các cái thường niên của hàng năm. Do vậy, đợt vừa qua thì ngay tức thời là Bộ Y tế cũng đã có những cái cuộc họp khẩn cấp để triển khai, nắm bắt tình hình cũng như triển khai và bắt đầu xây dựng cái hướng dẫn điều trị về cái adenovirus. Thì trong một thời gian ngắn sắp tới thì cái hướng dẫn điều trị này thì cũng sẽ được thông qua và phổ biến trên toàn quốc của chúng ta. Thì lúc đó thì chúng ta cũng có một cái nhìn tổng quan cụ thể hơn về các cái quá trình chẩn đoán và điều trị, và cũng như là các cái mức độ điều trị nặng của bệnh do nhiễm cái adenovirus của trẻ em này, giống như là một cái tình hình mà nhiễm cái điều trị cái COVID-19 ở trẻ em, và Bộ Y tế cũng đã ra rất là nhiều phiên bản. Để
Trong cái đợt như cuối tuần vừa qua thì chúng tôi cũng có trao đổi và hỏi thông tin, nắm bắt thông tin ở bên phía các cái đồng nghiệp ở phía bệnh viện Nhi Trung ương, thì cái tỷ lệ số lượng mà cái trẻ có chẩn đoán là adenovirus chỉ cũng phải chiếm đến hơn 3.000 ca, trong đó cái tỷ lệ nhập viện cũng vào viện là cũng khá nhiều. Trong đó tại trung tâm chúng tôi thì cái con số làm của ngày hôm qua thì chúng tôi cũng đó nắm được nó là 55 ca đã dương tính, là chiếm tỷ lệ là 65% mà so với tất cả những cái ca mà chúng tôi đã gửi để làm xét nghiệm, nghi ngờ mà chúng tôi gửi đi làm xét nghiệm. Thì với cái tỷ lệ mà số cái ca đang điều trị nội trú cũng như là ra viện rồi ở chỗ chúng tôi là khoảng xấp xỉ 30 ca, như vậy là cũng chiếm khoảng gần 50% mà số